Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Mình tiếp tục với bài viết về vị thuốc. Qua lòng nhanh hà là lạnh. Ninh là yên ổn. Thấu là ho. Hóa đàm là chắc đàm. Thương là làm cho tổn thương. Hàn là lạnh. Kết là làm cho đậm lại. Hung là cái heo. Giải là cởi bỏ. Khát là khô khát. Chỉ là làm ngừng lại. Phiền là buồn phiền. Xin đọc lại một lần. Qua lâu nhanh hàng ninh thấu hóa đàm thương hà kết hung giải khát chỉ phiền. Tạm biệt các bạn.